nên bỏ ra gần 2 củ tại sàn hay không? Thì trên thị trường hiện tại có rất nhiều cái thảo sàn cho anh em lựa chọn. Nó sẽ có từ phân khúc, từ cái sàn cắt nó chỉ vài trăm ngàn đến sàn 3-4 triệu cũng có. Nhưng hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái phân khúc sàn quanh quanh khoảng tầm gần 2 củ. Nhưng mà em thấy cái sàn này rất là hay, em làm rất nhiều sàn rồi. Nhưng mà thấy cái sàn này ưu điểm của nó rất là nhiều. Đó, đây là cái sàn đúc của Takata nhé. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy này, sau khi chảy xong này bo theo các cái bo theo ở trong này luôn, không bị chởm ra, nó rất là thẩm mỹ, rất là gọn và rất là sạch. Cái này thì anh em đi đấy, ví dụ như đất cát ở trên này nó ở trong này hết, và khi mà anh em vệ sinh cũng dễ. Anh em vệ sinh khi mà rửa xe này, anh em phải nhấc ra em xịt và anh rũ cá nó xong. Có một số sàn thì nó chồm hết cả lên trên này và nó dán lên trên này, thì một thời gian sau sử dụng ấy, nhìn cái khoảng không gian xe ấy, thì nó rất là cảm giác rất là chặt đó. Và cái độ bền của ông sàn này rất là cao nhé, bởi vì là mỗi một bộ sàn thì sẽ may bo theo cái viền này, không sợ bị rách, không sợ bị rách luôn. Anh em kiểu cả anh em rũ anh em đập thoải mái luôn, riêng cái sàn này. Anh em nào mà đang quan tâm tham khảo đến những dòng sàn dành cho xe ô tô thì tham khảo ngay dòng sàn Takata anh em nhé.